Kính chào quý anh chị, cô bác và các bạn. Ngày hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3 năm 2022. Em xin giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu nhà. Nhà này là nhà hai gian hai trái, có lan can đằng trước. Và mẫu này là mẫu trồng bồn kẻ ngé, hay còn gọi là tên gọi khác là mẫu chuyên đoạn, với rất là nhiều kẻ tôm ngắn và cây trụ non 7 đón thì 1m4 như thường lệ các bác gọi xem. Có địa chỉ ở bản Phục, thôn Mắc Hạ, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Đây là mẫu nhà nha, hai gian hai trái. Nó không giống như là cái mẫu nhà hai gian đứng mà hôm trước cái gần cuối năm 2021 mà em đã lên video ở em làm ở chỗ Bằng Hành Bắc Quang đâu. Cái nhà có trái thì nó thành bốn mái, còn nhà hai gian bốn gian đứng kia thì nó lại nó có hai cái mái lớn thôi, còn lại là cái trái nó chỉ có trái cò một chút thôi. Đây là mẫu trồng bồn kẻ ngé hay mẫu chuyển đoạn mà anh em bên Vùi Đó Đây đã thi công rất là nhiều. Các bác, quý vị, anh chị theo dõi video thì ở phần cuối video em sẽ có một cái bản kê vật liệu chi tiết của cái ngôi nhà này để các bác tham khảo nhé. Người thật việc thật, em làm việc là luôn luôn là rất là kín kẽ và không giấu gì các bác, có rất là nhiều anh chị em trước giờ đã cũng đã hỏi ngôi nhà này chi phí vật liệu nó hết bao nhiêu, thì em sẽ để cái phần kê vật liệu của cái ngôi nhà này ở trong cái phần cuối video để cho các bác nắm được rõ được cái nguyên vật liệu để làm xong cái bộ khung của ngôi nhà này, với diện tích là rộng 100 hơn 100 mét vuông một chút, 101 mét vuông, mẫu trồng bồn kẻ ngé chuyên đoạn với 20 cây cột. Nhà thì tầng trên cao đây là 3m. Các cái gian nhà này thì chúng ta là có thể mở nhà hàng nách lên là 2m rưỡi, và gian lòng là 3m rưỡi, và lại tiếp đến hàng nách là 3m rưỡi và mở gian 3m rưỡi, 3m7, từ 3m, 3m3, 3m2, 3m7 cũng được, tùy theo cái quỹ đất của các bác, tùy theo cái năng lực tài chính của các bác hoàn thiện đến đâu, xây dựng ngôi nhà nó rộng lớn thế nào. Phần cầu thang thì theo yêu cầu của nhà chủ là mà cầu thang gọi là cầu thang xương cá, bắt một chiếu nghỉ ở giữa, dạng kiểu thẳng nên không phải là bắt vuông nhé. Chúng ta sẽ đi một nhịp như thế này để cho một nhịp chiếu nghỉ này để cho cái cầu thang nó đỡ bị dốc, bị đứng. Bởi vì khi nhà mà đưa cao lên ấy, thì đưa thẳng một cầu thang lên thì nó sẽ hơi bị dốc và nó kéo dài ra quá. Thì đưa cái một nhịp chiếu nghỉ này cho nó đỡ. Đảm bảo mặt bậc tiêu chuẩn 25 và rộng là 1m4. Còn mặt bậc cổ bậc thì 18 nha. Mặt bậc thì rộng 25, khi lát gạch có thể đạt đến 28 phân là thoải mái, còn rộng thì tùy các bác, rộng 1m3, 1m4 đều được, làm theo yêu cầu của quý anh chị và các bác. Gia đình đã thi công ở trên cái phần dỡ cái nhà cũ đi và để lại cái nhà bếp này vẫn đang sử dụng để sinh hoạt, nấu nướng và ngủ nghỉ. Còn nhà cũ đã dỡ đi và để làm cho một cái lên căn nhà mới to hơn, cao hơn, đàng hoàng hơn, vững chắc hơn, đảm bảo là nó cố định rồi. Cột thì cho em làm, nếu mà gian rộng này thì sẽ mở ra là
8595 nhé. Mẫu truyền đoạn quen thuộc, các bác vẫn xem video của em suốt thì các bác hiểu về mẫu trồng truyền đoạn hay là trồng bồn cây nghé này rồi. Nó đòi hỏi rất là kỹ, đòi hỏi kỹ thuật cực kỳ công phu thì mới có thể là đưa nó vào cái mái thì mới lợp được. Ở đây cái khung cảnh ở bên dưới ghép sàn đã đổ sàn, tất cả chống giáo đều được hạ xuống để giáo để hạ xuống để cắt làm chống mà làm chống sàn. Cột thì bên mình là sử dụng là hai cây phi 12 và hai cây phi 14, dầm là chạy toàn bộ bằng phi 14. Còn nhà này thì sử dụng sắt 8 gai nhé, sắt 8 gai để đan sàn. Cầu thang xương cá. Đây là cái lán trại mà chỗ anh em đang anh em ngủ nghỉ trong cái thời gian lao động ở đây. Cái đòn tay nóc là vừa mới được ghép xong, tất cả các cái giáo kỳ ở trên vẫn chưa được hạ xuống, vẫn đang có các chức năng để sử dụng ở phần trên. Mẫu này bên em thi công rất là nhiều, các cái mẫu trồng bồn kẻ nghé này thi công rất là nhiều và kỹ thuật để làm nên những cái ngôi nhà này thì các bác khỏi phải nghĩ.
Thank you.